nhận định U20 Việt Nam Timor Leste thêm chiến thắng đậm U20 Việt Nam cần giành chiến thắng đậm trước U20 Timor Leste để có được hiệu số tốt trước khi đối đầu với U20 Indonesia ở lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2023 với chiến thắng 5 một trước U20 Hong Kong Trung Quốc. Ở lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng F tại vòng loại U20 châu Á 2023. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhỉnh hơn đội chủ nhà U20 Indonesia. Về hiệu số bàn thắng bại, hôm nay, ngày 16 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục bước vào lượt trận thứ hai gặp U20 Timor Leste. Đây là trận đấu mà U20 Việt Nam bắt buộc phải giành một chiến thắng đậm. Để có được hiệu số tốt nhất trước cuộc đối đầu với U20 Indonesia ở lượt trận cuối cùng, một hiệu số bàn thắng bại tốt sẽ giúp U20 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đua một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Nếu thua Indonesia ở lượt trận cuối, bên cạnh đó, với mật độ thi đấu 2 ngày, một trận, nhiều khả năng trong cuộc đối đầu với U20 Timor Leste. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội cho những gương mặt mới. Chiến lược gia người Hà Nội cần đảm bảo các cầu thủ chủ lực có được nền tảng thể lực tốt nhất trong trận cầu sinh tử gặp Indonesia. Những cái tên như Khuất Văn Khang Nguyễn Anh Tú, Văn Tú, Xuân Tiến hay Hồ Văn Cường có thể sẽ được cho nghỉ ở cuộc đối đầu U20 Timor-Leste, nhưng vẫn có thể ra sân trong từng thời điểm phù hợp. Đội hình U20 Việt Nam ra sân ở trận đấu này có thể là những cầu thủ như Hiểu Minh, Đình Bắc, Hồng Phúc ở chiều ngược lại. U20 Timor-Leste, sau trận thua trước U20 Indonesia, sẽ rất quyết tâm có được một kết quả thuận lợi trước U20 Việt Nam. Nhưng huấn luyện viên Gopak Krishnan cần ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Trước khi nghĩ đến những đường bóng tấn công sang phần sân đối phương, thế trận phòng ngự phản công. Nhiều khả năng sẽ được U-20 Timor-Leste sử dụng. Dù vậy, đây là trận đấu được dự báo rất nhiều khó khăn cho ông Gopak Krishnan cùng các học trò. Khi U-20 Việt Nam được đánh giá cao hơn, đội hình dự kiến U-20 Việt Nam, Huy Hoàng, Đức Anh, Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Đình Bắc, Xuân Bắc, Văn Tú, Anh Tú, Quang Hiển, Quốc Việt, U-20 Timor-Leste, Junudo, Juvencio, Danilio, Ricardo Bianco. Rivando Xavier Yonata Norberto, Ejivanio, bakito Figo Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New đừng quên đăng ký Kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn